Đúng với những nghi vấn của nhiều người sử dụng iPhone, Apple đã chính thức thừa nhận các bản cập nhật gần đây nhất đã làm chậm tốc độ của một số mẫu smartphone cũ. Theo giải thích của Táo Khuyết, những cập nhật này được áp dụng để giảm thiểu tình trạng điện thoại sập nguồn không rõ lý do. Tuy vậy, nhiều người dùng vẫn tỏ ra nghi vấn và cho rằng Apple đang cố tình giảm tốc độ của những mẫu sản phẩm cũ để khuyến khích khách hàng đổi sang những mẫu mới hơn.